Xin chào anh chị, cô chú, em là nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Một ngày mới, em kính chúc anh chị, cô chú nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài, phát lộc nha. Hôm nay em về đây thuộc ấp Hòa Quới, xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị xem một thửa đất vườn có tổng diện tích là 680 mét vuông. Trên thửa đất thuộc đất cây lâu năm chưa có thổ cư. Trước tiên em xin giới thiệu về con đường đi. Hiện em đang đứng ở trục đường nhựa Kinh Kháng Chiến. Mình rẽ phải là liên thông về thị trấn Vĩnh Bình khoảng 3 km. Con đường này rộng khoảng 5 m. Anh chị di chuyển là đường xe 16 chỗ rất là thoải mái luôn nha. Ở đây thì có đèn đường, điện nước, wifi có đầy đủ. Nhà cửa khu vực này em thấy ở rất là đông, rất là thích hợp để cho anh chị, cô chú mình mua, mình làm vườn và các nhà nghỉ dưỡng là thích hợp luôn nha. Và khu vực này thì cũng có đầy đủ tiện ích như là khu công nghiệp Bình Ninh, trường cấp 1, trường cấp 2, trường cấp 3, ngân hàng cách khoảng 1 km. Còn hướng bên đây thì anh chị liên thông ra đường tỉnh lộ 877 khoảng 1 km. Và anh chị di chuyển ra quốc lộ 50 khoảng 4 km. Từ vị trí đường nhựa Kinh Kháng Chiến, mình di chuyển vào đường đá xanh khoảng 3 m nha anh chị. Tới vị trí thửa đất vườn của mình khoảng 30 m. Em mời cô chú, anh chị di chuyển vào trong để anh chị mình xem và tham quan nha. Con đường này thì rộng khoảng 3 m rưỡi anh chị. Mình di chuyển là đường xe ô tô 4 chỗ nè, 7 chỗ, rất là thoải mái luôn nha. Phía trước thì có một con kênh anh chị. Kênh này thì rộng khoảng 3 m. Ở đây thì nước ngọt quanh năm không có bị nhiễm phèn hoặc là bị nhiễm mặn. Về thì anh chị, cô chú mình có thể trồng dừa nè, bưởi, mít, nhiều loại cây ăn trái thì anh chị đều trồng được hết luôn nha. Ở đây thì mình có 3 thửa nha anh chị. Ở đây thì mỗi thửa thì đều có sổ hồng riêng và chính chủ luôn. Diện tích mỗi thửa ngang là 10m2 và có chiều dài là 65. Đất ở phía sau nở hậu ra là 10m4. Trên thửa đất gia chủ thì đang chủ yếu là trồng dừa sim anh chị. Dừa này thì cũng khoảng 4 năm đến 5 năm và cũng đang trong quá trình là cho trái và có thu hoạch. Thửa đầu là từ mí cái cột này nè anh chị. Mình đo thẳng qua tới cây cột bên đây là 10m2. Mình tới đây anh chị là 10m2 và thửa thứ hai cũng là 10m2 và cái thửa thứ ba cũng là 10m2. Thửa trong thì dài hơn khoảng 68 anh chị. Thửa xong, thửa ở mé trong là 680 m². Còn thửa mé ngoài thì 650 m² nha anh chị. Thửa thứ hai của mình
là tới đây anh chị. Ở đây thì mình có 3 thửa nha anh chị, đều có sổ hồng riêng, anh chị có thể mình ra công chứng liền được luôn nha. Đó, mình tới đây nha anh chị là 10m2. Ở bên đây thì đất rộng hơn hai thửa bên kia. Đó, con đường này thì 3,5m anh chị, cách đường nhựa kháng chiến có 30m thôi. Đất của mình thì hiện tại là quay về hướng Tây. Từ trung tâm thành phố Mỹ Tho, anh chị di chuyển về là 27km. Từ thành phố Hồ Chí Minh, em lấy móc từ bến xe miền Tây, anh chị di chuyển về khoảng 67km là anh chị tới nha. Đất thì cao ráo bằng theo mặt lộ luôn anh chị. Đất thì không mòn mã, xung quanh thì cũng không có. Vị trí này thì rất là đẹp để anh chị, cô chú mình mua để làm vườn và xây cất nhà vườn để nghỉ dưỡng là thích hợp luôn nha. Bên trong thì gia chủ có trồng một số bưởi da xanh. Bưởi này thì cũng khoảng 4 năm anh chị. Đó, dừa của mình cũng đang cho trái, cũng rất là xum xê nha anh chị. Hiện gia chủ đang kêu bán với giá là 620 triệu một lô nha anh chị. Nếu anh chị mình mua 2 lô cũng được, hoặc là 3 lô cũng được. Mỗi lô thì 620 triệu, ngang là 10m2 và dài là 65. Ở phía sau thì mình nở hậu ra là 10m4 nha anh chị. Nếu anh chị, cô chú mình thấy phù hợp và ưng ý thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị xem nha, và gặp ngay chính chủ luôn. Ở đây thì chủ có trồng mấy cái mít Thái nè anh chị. Đất vườn của mình thì rất là đẹp luôn anh chị. Vị trí này thì thích hợp để anh chị xây cất nhà vườn, hoặc anh chị mình làm vườn là thích hợp luôn nha. Đất của mình thì ở phía sau nở hậu ra là 10m4 anh chị. Phía sau thì chủ cũng cắm trụ bê tông hết luôn. Ranh giới thì rất là rõ ràng, anh chị yên tâm nha. Giá bán mỗi lô là 620 triệu anh chị. Giá này thì anh chị, cô chú mình gặp ngay chủ để anh chị trao đổi giá tốt nhất để anh chị mua ha. Ở đây thì mình có đèn đường nè, điện nước, wifi thì có đầy đủ hết luôn anh chị. Nhà cửa thì khu vực này em thấy rất là đông luôn. Ở ngang của mình là 10m2, dài là 65. Ở đây thì có 3 lô nha anh chị. Nếu anh chị mình mua lô nào cũng được hết chị. Mỗi lô thì có sổ hồng riêng hết.
Vùng đất này thì nước ngọt quanh năm nha anh chị, không có bị nhiễm phèn hoặc là bị nhiễm mặn. Dùng đất ở Chợ Gạo thì thích hợp để anh chị mình trồng dừa nè, mít, bưởi, nhiều loại cây ăn trái thì anh chị đều trồng được hết luôn nha. Ở đây thì một số là bưởi da xanh chị. Gia chủ thì không có thời gian chăm sóc nên gia chủ cũng cần bán lại. Giá là 620 triệu một lô nha anh chị. Lô thì mỗi lô thì ngang là 10m2 và có chiều dài là 65. Còn cái lô bìa dưới đây nè là dài tới 68 lận nha anh chị. Ở đây thì có tổng diện tích là 680m2. Còn lô kinh đây thì ngắn lại hơi chút đỉnh là 10, dài 65. Mỗi lô thì gia chủ đều bán giá như nhau thôi là 620 triệu. Đất của mình thì có sổ hồng riêng, anh chị mình ra công chứng liền luôn ha. Đây là tổng quan thửa đất vườn. Em cũng xin kết thúc video. Hẹn anh chị cô chú ở những phần video tiếp theo nha.